bệnh viện Hoa Lâm, sống đến dịu an Riverside, lên ra vô hạn đầy ở kho. Ôi dễ dàng đầy đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là luôn luôn làm tốt mọi việc, thêm gần cùng quê hỗ trợ chúng ta và luôn sẵn sàng cùng phục vụ khách yêu. Nhân viên cùng quê lãnh đạo chúng ta hợp sức đồng lòng, hãy xây đoàn kết nhiệt tình cùng hành vấn chi tiêu. Xếp giao xếp giao ao 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 ao, từng ngày dầu dầu giờ đi qua xe vào hàng ngày ngày vô ra trên ra bộ danh số doanh thu cứ tăng cứ tăng. Ôi thiệt là điều quá đã chào mừng người ở đó đêm ngày làm việc không biết mệt mỏi. Đời sale là con số, mà con số thì phải xéo. Có số thì đi ô tô, chứ không có số thì đạp xích lô. Vì chỉ tiêu cuối năm lúc nào cũng là con số to tổ bố, nên vì thế phải canh ra vô để từng giờ thúc đẩy doanh số. Mơ cuối tháng lãnh tiền đô, cuối năm lãnh euro, mà anh Lực anh đã gọi điện anh nói là tháng này kẹt xô. Vì hợp đồng dự án đã vô, ưu tiên làm gấp vì tới tiến độ. Store của chúng ta, khách hàng của chúng ta. Đời làm sale ngoài việc sống pha còn phải chuẩn bị tinh thần lo xa, vì chạy tiến độ khách hàng kêu ca mà số không về thì bị xếp la. Ai cũng nói lương thưởng kinh do là sướng thiệt, 95% là sai còn 5% là phóng đại. Nào nào mình cùng lại đây bên nhau, xéo tuy khó khăn nhưng vẫn tự hào. Vì làm chỉ cần vững tin và đam mê, chiến hết sức tê rồi xéo cũng sẽ về. Tay catalog, tay cầm cái nan, sớm đi thật sang ta đi tiếp khách hàng. Quăng ta cái nan, quăng ta cái nan, quăng ta cái nan, đời ta giờ đây gắn liền cùng lá với nàng. Cô khẽ thoáng sản xuất thì đu cùng tổ tâm liền. Cắt là ghép rồi ta cùng bắn lá vô. Năng suất vượt chỉ tiêu đã mong vui năm liền thương nhiều. Tuổi trẻ này mình đã gắn liền cùng ót đo. Cuộc đời này mình cũng tự hào ở ót đo. Thế nên cứ sản xuất chẳng màng việc tăng ca. Mong ngày mai kịp sắp chuyến xe đi giao hàng. Hôm nay là cuối tháng tiền hết tổng số mua luôn. Hôm nay là cuối tháng giàu hết tổng số mua luôn. Này anh Cường ơi, cửa giao còn trên ngoài kia rồi anh đi lập kìa. Nào nào mình cùng lại đây bên nhau, xanh cái mấy quan ta đi lắp cửa nhà. Nào nào mình cùng chung tay la la, lắp cho nó xong không khói về nhà. Quăng ta mấy quan, quăng ta mấy quan, quăng ta mấy quan ta cùng lắp cho khách hàng. Tay đi cây được, tay đi tiếp keo, lắp cho nó theo không là bế kèo. Ta lại bên nhau, sách quăng bát keo, mong sao cho ngày mai có lương gửi về nhà. Cuối năm văn nghệ thể thao đều có đủ, làm nhiệt tình mà chơi ít mình chỉ biết hot đo là chính chủ. Với văn phòng nhà máy kinh doanh anh sức lắp đặt, việc không còn cách địa lý mà chỉ chung một ý chí. Luôn ghi nhớ tri ân gầy dựng, luôn cố gắng vươn tầm cao mới cho một hot đo, luôn tiến tới cho một hot đo vươn xa khơi. Năm 2018 ta quyết cố gắng hơn, năm 2018 ta sẽ làm tốt hơn. Này các bạn ơi lại đây mình hát quyết tâm cùng nhau phần đầu nào. Nào nào mình cùng lại đây bên nhau, chúng ta quyết tâm ta sẽ được tự hào. Vì lòng chỉ cần vững tin và đam mê, chiến hết sức để rồi sẽ cũng sẽ về. Quăng ta mấy quan, quăng ta mấy quan, quăng ta mấy quan ta đi lắp cho khách hàng. Quăng ta cây nan, quăng ta cây nan, quăng ta cây nan ta cùng đi bán hàng. Thank you.
chỉ đến khi đánh mất một điều gì đó thì ta mới biết trân trọng nó. Tôi nghe nói dạo này thanh nữ có cả đồ tay nữa phải không chị? Cái đó là coi như ý nó đua đòi. Chứ cái nhà này chính đời Mai Áo Dài, nổi tiếng nhất cái Sài Gòn. Đúng là con gái ruộng nhà thanh nữ mà. Đệ nhất thanh lịch 3 năm rồi, chưa ai vượt nổi danh hiệu nổi tiếng này. Mỗi lần mà đem bật con xịt, cả cái Sài Gòn này đều náo loạn. Chúng ta hãy cùng nhân đón Madame Kiều Bảo Hân. Con gái nhà Mai thanh nữ trước tiên thì phải giỏi áo dài chứ. Cái đó là điều má muốn chứ phải con muốn. Bị đặt đi ra ngoài thi thố với người ta, rốt cuộc bây giờ thua bởi một cái áo dài. Không một tay áo dài nữa, không là truyền nhân đâu. Như ý, dù sau này có thế nào, con phải luôn nhớ lấy áo dài là vĩnh cửu, là cái gốc của cái nhà Mai này, nghe con. Trông vẫn đẹp biết bao, ai mặc chiếc áo tung gió hớn hở tung bay phấp phới trên đường phố, đón đưa bao câu chuyện thấp thoáng cô nàng trên phố, cất bước đi sau yêu kỳ hấp tấp bước xe đạp thương nhớ bóng dáng em dưới nắng chiều. Yeah,